Điểm dừng chân tiếp theo của trạm Nguyên Nhí ngày hôm nay sẽ là trường tiểu học Lý Thái Tổ, Hà Nội. Con đã đọc một quyển sách Người Vợ Câu Hỏi để chuẩn bị thật tốt cho ngày hôm nay ạ. Con cảm thấy hơi run run ạ. Con đã chuẩn bị những thứ nhảy hip hop ạ. Như thường lệ sẽ là 100 bạn nhỏ tham gia vào vòng 1 để trả lời các câu hỏi về kiến thức. Sau đó ban tổ chức sẽ chấm điểm để chọn ra 50 bạn bước vào vòng 2 thi tài năng. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem phần thể hiện từ các bạn nhỏ trường tiểu học Lý Thái Tổ ấn tượng như thế nào nhé. Miệt mài, cần mẫn, chăm chú và vô cùng tập trung là những gì chúng ta có thể thấy được từ tinh thần thi đấu của các bạn nhỏ trường tiểu học Lý Thái Tổ, Hà Nội. Con cảm thấy khá vui nhưng mà cũng hơi lo ạ. Con thấy các câu hỏi bình thường ạ, chỉ có một câu khó là câu 6 thôi ạ. Con thấy cũng dễ ạ. Con nghĩ là dễ với lớp 4, còn lớp 2, lớp 3 là hơi khó. Con nghĩ là chắc tầm 23. Con cũng nghĩ là tầm 23 cơ. Sau thời gian chấm điểm, ban tổ chức sẽ chọn ra những thí sinh có số điểm cao nhất và thời gian làm bài nhanh nhất. Còn những em có số điểm cao bằng nhau sẽ bốc thăm để đi tiếp. Như thường lệ, tại vòng thi thứ hai, chúng ta sẽ cùng đến với tài năng của các bạn nhỏ từ bốn cánh cửa quen thuộc. Con tên là Nguyễn Anh, con học lớp 3 năm trường Lý Thái Tổ. Hôm nay con mang đến cho mọi người một tiết mục thi K-pop rất là đặc sắc. Con tên là Nguyễn Hồng Liên, học sinh lớp 4A7 trường tiểu học Lý Thái Tổ. Bước vào chương trình con sẽ kể về ngôi nhà thứ hai của con. Nơi đây chính là ngôi trường hạnh phúc mang tên một vị vua có công rời đô từ Hoa Lư Ninh Bình về Thăng Long, và chính là vua Lý Thái Tổ. Con tên là Nhã An, học lớp 2Q1 trường tiểu học Lý Thái Tổ. Hôm nay con sẽ giới thiệu về một bức tranh do con tự vẽ, có chủ đề là hoa hướng dương. Em là mặt trời của mẹ, là tất cả nguồn sống của mẹ. Em yêu mẹ và cũng rất yêu hoa hướng dương. Con tên là Trần Khánh Lâm, con đến từ lớp 3Q2 trường tiểu học Lý Thái Tổ ạ. Nó sẽ xoay Rubik ạ. Xoay 6 mặt trong một cung đúng không? Vâng. Wow. Bây giờ con tính giờ nhá. Vâng. Wow. Chúng ta chưa? Wow. 3, 2, 1, bắt đầu. Trần Đình Long Vũ, con học lớp 3Q1 trường tiểu học Lý Thái Tổ. Con đã đạt được nhiều huy chương của các cuộc thi toán quốc tế. Hôm nay con đã mang đến cho cô các câu hỏi hóc búa. Các cô đã sẵn sàng chưa? Đây con, cô đã sẵn sàng. Xin mời con. Núi gì bị cắt ra từng khúc ạ? Núi gì bị cắt ra từng khúc ạ?
Thái Sơn ạ. Cái gì không bao giờ giảm? Tuổi ạ. Con đố các cô các chú biết hiện tại trong cơ thể các cô chú có bao nhiêu cái xương? Thực ra đáp án chính xác của câu này đó là 206 cái xương. Con đầu ở trong 10 vạn câu hỏi vì sao? Đố cô biết lúc mà chúng ta mới sinh ra còn là một em bé sơ sinh bé bằng này thì chắc là chúng ta sẽ phải có ít xương hơn đúng không hả cô? Sai rồi cô ơi. Thực ra lúc chúng ta còn là em bé sơ sinh, chúng ta còn nhiều xương hơn lúc mà chúng ta trưởng thành. Hồi đó chúng ta có đến tận 300 chiếc xương cơ. Bài này là con tự tìm hiểu xong con mới tự đặt ra câu hỏi các cô chú. Nếu như mà được ra đời vào thời đại hiện nay thì sẽ được thông minh như con. Thông minh như con, thông minh như con. Wow. Rất ấn tượng phải không nào? Nhưng kết thúc vòng 2 sẽ chỉ có 20 bạn nhỏ xuất sắc nhất đại diện cho trường mình tham gia vào vòng ghi hình chính thức của chương trình. Cùng đón xem Trạng Nguyên Nhí để thấy các bạn nhỏ từ trường tiểu học Lý Thái Tổ Hà Nội của chúng ta thông minh, trí tuệ và đáng yêu đến đâu nhé. Đây chính là 20 gương mặt xuất sắc nhất của trường tiểu học Lý Thái Tổ.